báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2018. Kính gửi Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco. Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin phép báo cáo quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 như sau. 1. Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017. Năm 2017 đánh dấu một năm đạt nhiều thành tựu của nền kinh tế Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Với Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco, năm 2017 được coi là một năm quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình của Tổng Công ty về nhân sự quản lý cấp cao cũng như cơ cấu tổ chức hoạt động, hướng tới sự chuyên môn hóa, trách nhiệm trong hoạt động và thúc đẩy sự phát triển tối đa. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, đội ngũ cán bộ nhân viên Tổng Công ty đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu sản xuất, lao động để hoàn thành mục tiêu kinh doanh của năm 2017. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty đã được kiểm toán như sau. Tổng doanh thu đạt 171,4 tỷ đồng, hoàn thành 76,1% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu từ sản xuất hàng nội địa 158,6 tỷ đồng, doanh thu từ xuất khẩu 5,5 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ 7,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 10,2 tỷ đồng, giảm 4,5 tỷ đồng so với năm 2016. Kết quả về doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2016 do một số nguyên nhân. Năm 2017 là năm Tổng Công ty thực hiện đề án tái cơ cấu và hệ thống lại bộ máy tổ chức nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mới, do đó đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh. Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giá bán của các dòng sản phẩm chủ lực giảm bình quân từ 5 đến 10%, trong khi đó giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí sản xuất tiếp tục tăng. Chủ trương của Tổng Công ty là chấm dứt việc ủy thác bán hàng từ các đối tác do hoạt động này có biên độ lợi nhuận thấp từ 1 đến 2% doanh thu, trong khi đó lại chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 80,9 tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm 2016. Tổng tài sản của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là 133,8 tỷ đồng, giảm 0,8% so với năm 2016. Tổng vốn vay ngắn hạn và dài hạn là 52,8 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn sở hữu 0,6 lần, giảm nhẹ so với hệ số 0,77 lần của năm 2016. Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản ROA 7,8%. Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE 13,5%. Theo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2017, tổng mức đầu tư năm 2017 được duyệt là 9,6 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư thực tế trong năm 2017 của Tổng Công ty là 8,9 tỷ đồng, cụ thể như sau. Hạng mục đầu tư, nhà kho thành phẩm nhà máy Hòa Cường, giá trị 895 triệu 080 ngàn đồng. Hệ thống khí nén, giá trị 595 triệu 586 ngàn 300 đồng. Máy biến áp nhà máy Hòa Cường, 500 triệu đồng. Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, 6 tỷ 977 triệu 484 ngàn 726 đồng. Tổng cộng 8 tỷ 968 triệu 151 ngàn 026 đồng. Tổng nộp ngân sách nhà nước năm 2017 là 6,4 tỷ đồng. Một số sự kiện nổi bật trong năm 2017: thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới và thiết kế lại website của Tổng Công ty. Thay đổi sơ đồ tổ chức Tổng Công ty hướng đến bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tự chủ và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công. Nâng cao năng lực sản xuất cho nhà máy Hòa Cường bao gồm các hạng mục: xây dựng mới kho thành phẩm, đầu tư mới dây chuyền công nghệ máy móc, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và mở rộng mặt bằng sản xuất. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu, bước đầu đã đạt được kết quả khả quan, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng và thị trường Nhật Bản. Năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu đạt hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn đó những khó khăn, thách thức mà Tổng Công ty đang phải đối mặt. UBND thành phố Đà Nẵng vẫn chưa bố trí được khu đất mới cho Tổng Công ty để thực hiện xây dựng và tổ chức lại sản xuất đối với Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp. Hệ thống nhà xưởng xuống cấp, rột nát, máy móc thiết bị sản xuất hư hỏng, lạc hậu đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, làm giảm năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty. Nguồn cung lao động tại thị trường Đà Nẵng ngày càng khan hiếm, đặc biệt là đối với công nhân có tay nghề may. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo đó:
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 10.290.144.684 đồng, được dùng để chi trả cổ tức năm 2017 với mức 10% theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông, tương ứng với số tiền là 4.377.605.000 đồng, dự kiến ngày chi trả là ngày 4 tháng 7 năm 2018. Số tiền còn lại 5.912.539.684 đồng được trích lập phân bổ vào các quỹ như sau: Quỹ phát triển sản xuất 2.956.269.842 đồng, 50%; Quỹ dự phòng tài chính 1.773.761.905 đồng, 30%; Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.182.507.937 đồng, 20%. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Năm 2018, Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco tiếp tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu. Theo đó, sơ đồ tổ chức bộ máy được phân thành 3 khối, bao gồm sản xuất, thương mại và hỗ trợ kiểm toán. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Tổng Công ty xác định đây sẽ là năm bản lề để tổ chức triển khai chiến lược sản xuất xuất khẩu, từng bước chuyển dịch doanh số bán hàng từ thị trường nội địa sang xuất khẩu, nâng cao tỷ trọng giá trị xuất khẩu trong cơ cấu tổng doanh thu. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau. Chỉ tiêu doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 217 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế 22 tỷ 460 triệu đồng. Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 4 tỷ 490 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế 17 tỷ 970 triệu đồng. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với quy định hiện hành và cơ cấu tổ chức mới của Tổng Công ty. Di chuyển văn phòng Tổng Công ty về nhà máy Hòa Cường nhằm bám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất đạt kết quả cao. Nghiên cứu triển khai đề án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tiếp tục tìm kiếm mặt bằng, đầu tư đổi mới công nghệ, tổ chức lại hoạt động sản xuất của Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp. Thanh lý trụ sở văn phòng làm việc Tổng Công ty tại địa chỉ 105 Hùng Vương. Đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ sản xuất nhằm không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Nhu cầu đầu tư năm 2018, giá trị đầu tư thường niên năm 2018 là 9 tỷ 925 triệu đồng. Trong đó, mua sắm máy móc thiết bị sản xuất 7 tỷ 519 triệu đồng, thiết bị hỗ trợ sản xuất 2 tỷ 345 triệu đồng, nhà xưởng 60 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Giám đốc cũng đang nghiên cứu xây dựng đề án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu trong khu công nghiệp và chuyển dịch Trung tâm Dịch vụ Y tế Tổng hợp sang địa điểm mới. Tuy nhiên, các dự án đang ở giai đoạn nghiên cứu và chưa có số liệu chi tiết. Do đó, Ban Giám đốc sẽ tham mưu cho Hội đồng Quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản khi có số liệu đầu tư tài chính chi tiết. Về vốn đầu tư dự kiến sử dụng nguồn vốn từ nguồn thanh lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ 105 Hùng Vương, huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. Việc phân phối lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tái đầu tư, mở rộng quy mô, năng lực sản xuất của Tổng Công ty. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị xem xét quyết định tại thời điểm cuối năm 2018. Trên đây là toàn văn báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Y tế Danameco. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông.